Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ review một ngày day trade làm việc của mình, cổ phiếu. Đó là ngày 17 tháng 11 năm 2020 tại Dương Mỹ. Thì ngày hôm nay tổng kết profit lợi nhuận của mình là hơn 1.800 đô với khoảng 700 đô là swing trade và 1.001 đô hơn là day trade trong ngày. Thì đầu tiên để giải thích thì swing trade nghĩa là mình mua các mã cổ phiếu từ trước đó và để qua nhiều ngày, ít nhất là một ngày thì đó thì mình sẽ có lợi nhuận từ đó. Còn day trade là mình lướt sóng trong ngày. Đầu tiên với lãi suất, xin các bạn, với lợi nhuận 700 đô thì mình ăn nhiều nhất là với Tesla. Mình có hầu như là mình giữ 20 share của Tesla từ khoảng một tuần nay rồi. Thì hôm qua có một tin rất tốt, một news rất là tuyệt vời cho Tesla là Tesla đã được join, nghĩa là được vào S&P 500, nghĩa là một cái điều rất tốt. Nếu như các bạn hiểu về thị trường mình không rảnh để nói toàn bộ video đấy. Thì các bạn thấy đây là cũng một sau after ngày hôm trước thì có một cái gap up rất rất là lớn của Tesla từ 407 đến tận 467 và mở phiên ngày hôm nay khoảng 465. Đó, thì mình có check profit nhà mình out hết tất cả 20 share của mình khoảng chỉ đầu ngày trong khoảng 15 phút được điều tiêu của ngày. Và mình ngay sau đó mình có short Tesla, nghĩa là mình tin là Tesla sẽ đi xuống và nếu như mình short nó thì nghĩa là mình sẽ có tiền. Thì mình cũng đã giải thích từ trước rồi, thì nó vậy gọi tên nhất, thì Tesla cứ xuống thì mình sẽ càng có tiền. Mình gọi short thì đầu tiên là mình short ở vị trí này 9:49, như bạn thấy ở đây 25 share và mình lấy stop loss ở đây. Nhưng stop loss thì mình sẽ out nếu mình thua. Thì đúng như các bạn thấy ngay đây là Tesla đi xuống rất đẹp và mình confirm kia mình đã xác nhận được là nó đi dưới cái đường VWAP màu vàng này, là một cái indicator, như là một cái giúp các bạn có thể đánh giá được một stock trong một ngày. Thì mình có add ở vị trí này thêm 25 phiếu nữa, nghĩa là tổng 50 share. Thì lý do mà mình short Tesla từ buổi sáng ngày hôm nay thì thông thường, tức là đối với Tesla thì nếu như mà Tesla gap up, nghĩa là gap up từ ngày hôm trước cho đến sáng ngày hôm sau mà gap up, nghĩa là nó tăng khoảng khá lớn bởi vì good news, bởi vì tin tốt, thì thông thường ngày hôm sau người ta sẽ sell, người ta sẽ bán đi để lấy một lợi nhuận. Và một khi đã xuống rất nhiều, chính vì đó là nên mình chắc chắn là sẽ short Tesla ngày hôm nay và mình sẽ giữ khá lâu. Thì như bạn thấy đây, nếu như mình zoom ra đây các bạn thấy thì xuống rất là đẹp. Mình có take profit là lock profit khoảng 10 từng 10 share một của Tesla ở vị trí này. Và như bạn thấy đây, xuống rất là sâu. Đó, thì mình có giữ vị trí này, mình nhớ là mình out khoảng ở vị trí này, mình out toàn bộ position Tesla của mình và tầm trước này mình ăn khá rất là nhiều, chắc tầm khoảng 300-400 đô. Trước hành mình ăn nhiều cạnh Tesla chính là Boeing là công ty làm máy bay, như các bạn hiểu, hãng biết Boeing. Thì đó, chính vì good news của vaccine Covid cho nên là các bạn thấy những ngày nay Boeing lên rất mạnh. Và hôm nay cũng là một ngày khá là thành công của Boeing với gần 40% trong ngày. Đây các bạn thấy vị trí này, mình có vào Boeing ở vị trí, xem nào. Đây, mình có vào vị trí Boeing ở đây. 100 ở vị trí 1.18 là khoảng đây, chính ở đây. Mình có vào ở đây, chính các bạn thấy cái đường này. Đây là điểm breakout, nghĩa là điểm nó break, nghĩa là nó phá vỡ được cái rào cản, cái resistance của nó là vị trí này. Thì đây là một cái technique skill, nghĩa là một cái kỹ thuật của việc chơi day trade của Mỹ, của chứng khoán Mỹ. Thì mình có đặt lệnh order auto mua ở vị trí này, sau đó mình cũng có add thêm một chút ở vị trí này khi mà mình thấy chuyện này khá là
Showing là mình chắc chắn là showing mình sẽ có tiền. Thì mình có vào tổng là 150 share của Boeing. Thì bạn thấy đây, đến rất đẹp vị trí này. Và đây cũng như mọi thường lệ là mình sẽ check partial, check profit ở từng một cái kênh đường đỏ một, nhưng mình nghĩ là cần phải đảm bảo cái lợi tức, cái lợi nhuận của mình. Thì nhưng mà tất nhiên với cái này thì với cái stock Boeing ngày hôm nay thì mình khá tự tin là nó rất mạnh, cho nên là mình có vấn đề freestyle, nghĩa là để nó chạy thoải mái ít nhất là 50 share. Thì gọi thế đây là nó lên rất đẹp ngày này, lên rất đẹp ngày hôm nay luôn, lên đều đều, và mỗi một cái thấp nó đều lên cao hơn là 2 cái lâu nữa, là như cái đáy mới của stock thì đều cao hơn cái đáy cũ, nên là mình rất yên tâm rằng hay là một cái clear trend, nên là một cái hướng xu thế tăng rõ ràng của Boeing. Và khi đến ở vị trí này, các bạn mình sẽ kể ở đây, thì đây nó gọi là stock pull flag chart, nghĩa là cậu thấy là đây là một cái pull flag, là một cái indicator analyze delay. Thì như bạn thấy đây là hold rất mạnh, là giữ rất mạnh ở cái position này, vị trí này, nghĩa là mình gọi nó là một cái support, nghĩa là một cái base rất mạnh, và support nó ở vị trí này nó không thể tụt dưới này được. Thì chính và khi mà nó càng support càng lâu và càng nhiều như này thì chứng tỏ stock càng mạnh và sẽ bay cực càng nhiều. Chính vì thế nên là mình có đặt order ở vị trí này, mình tiếp tục vào thêm 100 phiếu nữa ở đây, vị trí này đó. Khi mà break được hai cái resistance, nó như hai cái chân nhà nó ở đây, cái thấy không, nó bị cản 2 lần ở đây, thì đến lần thứ ba nếu như break được thì nó sẽ lên rất mạnh. Thì thực ra mình có vào ở đây rồi, nó đã bắt đầu thấy đây, nó đã bắt đấy rồi, nhưng mà nó đi đi hơi ngang ngang một chút, nên nhưng mình vẫn khá tự tin, mình rất tự tin là mình biết là Boeing rất mạnh, nên là mình vẫn kệ nó chạy thôi. Thì ngay sau đó ngay một chút thôi, và đúng là không ngoài ngoài sự mong chờ mình, rất đáng để đợi. Thì đây cậu thấy đây, lên rất mạnh luôn, vô cùng mạnh luôn, lên gần hai hai điểm, nghĩa là bằng 100, bằng có thêm 100 xe, nghĩa là mình gần tầm nghĩ tầm khoảng 150 thế này đó. Thì mình cũng gói, và khi mà mình thấy ở đây này, đây là rồi, thì mình đã out toàn bộ cái số share mà mua của mình đó. Đấy là trade hai khá thành công ngày hôm nay, và trade thứ ba mình tin là rất đã giúp mình kiếm được mình rất nhiều tiền để có cái lợi tức 1.000 đô, chính là Blink Blink Charging. Okay, thì trade này là mình gọi nó là fanboy của Blackpink, vì tên rất là hay, nhưng thực ra nó là cái công nghệ sạc, cái cột sạc của Tesla ở ngoài đường Mỹ. Thì mình không sao nó để tên Blink, nhưng mình rất là thích trade này và mình có giữ nó hold long, nghĩa là mình mua nó dài hạn, mình khá là thích này, là personal thôi. Thì đây các bạn thấy đây là đầu tiên là down rất mạnh so với ngày hôm trước, ngay tức strong reversal quay lại ra, mình miss cái entry, như là mình đang làm để mua đây là đẹp nhất này, là sẽ được maximum profit này, nhưng mình lỡ bởi mình đang mải trade Tesla và Boeing quá, thì mình không để cái trade ở đây, nhưng mà không sao cả, thì mình vẫn bắt được ngay sau đó, mình cũng bắt được ở đây vì khá là may mắn, hoặc là mình không may mắn được, mà không đem link, mình không hiểu vì sao mà hôm nay rất là mạnh, up tận 16% trong ngày, mặc dù ngày hôm qua nó cũng up tầm mình nghĩ là hơn 10% ngày hôm qua rồi, không rất là khó hiểu, nhưng mà sự là vô cùng may mắn vì mình không nó lo, nên là không có kiểu long term dài hạn, là vô tình mình còn ăn rất nhiều ngày nay nữa đó. Thì có thể mình có mua đặt lệnh order mua chi này khi nó break được cái reason ở đây đó. Thì đó có thấy nó lại chạy đúng như mình chơi thôi, rất đẹp ở đây, vô cùng đẹp luôn này, và mình có lại thích partial và các thứ đây, và khi mình thấy nó thấp này thì nhưng mình cũng không ai ở vị trí này, vì mình tin là nó rất mạnh, cho nên là mình có giữ 150 share đến tận đây, còn đến kia mình out 50 share, mình giữ 100 share còn lại nó thôi đó. Thì nghe cũng đi rất là đều 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 từ một chút mà cũng không ra cả, mình vẫn có rất nhiều profit từ từ lên tổng thể, nên là đó, như vậy là tổng quan là của mình có 3 trade, cho mình trade rất nhiều ngày hôm nay, nhưng tổng quan lại chỉ có 3 stock đã giúp mình giàu ngày hôm nay, chính là Tesla, Short Beautiful, Boeing một một tên mà Clear Uptrend,
mình chỉ việc đặt vào là có tiền. Quá đẹp ngày hôm nay, đặc cùng là Play cũng là một cái tội mà các bác trend rất là lớn, bao gồm cả các bác ngày hôm trước. Như vậy là vậy chị thôi, ngày nay là một ngày rất thành công của mình. Và mong chờ sẽ gặp các bạn trong những ngày tiếp theo với những lợi tức lớn hơn, profit nhiều hơn. Xin chào các bạn.